Chào các bạn, chào mừng bạn đã đến với kênh Du Lịch Bản Vlog. Các bạn hãy bấm like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông để nhận được những video mới nhất. Thông tin tiểu sử cầu thủ Trương Văn Thái Quý. Trương Văn Thái Quý sinh vào ngày 22 tháng 8 năm 1997 là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đang thi đấu trong màu áo của Hà Nội FC. Thông tin cá nhân, tên đầy đủ Trương Văn Thái Quý, ngày sinh 22 tháng 8 năm 1997, nơi sinh Việt Nam, chiều cao 1m71, vị trí tiền vệ. Thông tin về câu lạc bộ hiện nay Hà Nội, số áo 74, câu lạc bộ trẻ, PVF, câu lạc bộ chuyên nghiệp, năm 2016, thi đấu cho câu lạc bộ Than Quảng Ninh, năm 2017 thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội. Về đội tuyển quốc gia, năm 2015 đến năm 2016 thi đấu cho đội tuyển U19 Việt Nam, năm 2017 tới nay thi đấu cho đội tuyển U23 Việt Nam. Trương Văn Thái Quý áo số 10 không còn rộng. Khi Thái Quý được lựa chọn mặc chiếc áo số 10 mà Công Phượng để lại ở U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2020, không ít người đã cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng với màn chào sân ấn tượng trước U23 Brunei vừa qua, tiền vệ của Hà Nội FC cho thấy anh xứng đáng được trao niềm tin. Số 10 luôn là số áo quen thuộc của tiền đạo Công Phượng ở cấp độ U19 và U23 Việt Nam. Tại vòng chung kết Asian Cup 2019, khi đàn anh Văn Quyết vắng mặt, Công Phượng cũng là người được chỉ định mặc chiếc áo số 10. Giống như nhiều đội bóng trên thế giới, số áo 10 thường dành cho những cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn lên đội bóng như là tiền đạo, hộ công. Thế nên, việc một tiền vệ phòng ngự chưa phải sao như Thái Quý được lựa chọn kế thừa số 10 đem đến những hoài nghi. Tuy nhiên, sau màn trình diễn đẳng cấp trong suốt 90 phút ở Mỹ Đình tối ngày 22 tháng 3, tiền vệ gốc Quảng Trị đã tự khẳng định được giá trị của bản thân. Ở trận đấu với U23 Brunei, Thái Park sử dụng bộ đôi tiền vệ trung tâm có thiên hướng phòng ngự, thu hồi bóng tốt là Thái Quý và Việt Hưng. Những tiền vệ chơi sáng tạo có khả năng dẫn dắt lối chơi như Hoàng Đức, Quang Hải được đẩy ra biên, trong khi Thanh Sơn ngồi trên băng ghế dự bị. Lần đầu chơi cùng trong một trận đấu chính thức, Việt Hưng và Thái Quý đã thi đấu khá ăn ý, nhịp nhàng, giúp U23 Việt Nam kiểm soát tốt trong khu trung tuyến. So với người đá cặp Việt Hưng, Thái Quý không thực sự nổi bật nhưng lại có vai trò rất quan trọng trong lối chơi của U23 Việt Nam. Trong tất cả các đường bóng được luân chuyển từ hàng phòng ngự lên phía trên của U23 Việt Nam, hầu hết đều đi qua chân của Thái Quý. Ngoài khả năng thu hồi bóng tốt, cầu thủ 22 tuổi cũng khiến người hâm mộ cảm thấy thích thú với những tình huống xử lý kỹ thuật để qua người khi bị đối phương pressing. Trong suốt cả trận, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Thái Quý cũng rất cao. Tất cả những đường chuyền ngắn, trung bình và dài của tiền vệ này cho đồng đội đều tìm đến đúng địa chỉ. Chứng kiến lối chơi đĩnh đạc và rất mềm của Thái Quý, nhiều khán giả tỏ tính cũng cảm thấy thích thú. Những phút cuối hiệp 2 khi Tiến Dụng vào sân, Thái Quý được huấn luyện viên Park Hang-seo đẩy ra đá hậu vệ bên phải. Nhưng ở vị trí mới, anh vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ở trận này, tôi sử dụng hai tiền vệ trung tâm là Thái Quý và Việt Hưng. Hai người có vai trò khác nhau, một người thiên về tấn công, còn một người chọn vị trí để thu hồi nhận bóng. Tôi nghĩ hàng tiền vệ của chúng ta đã đoạt được hoạt động tương đối tốt. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ khi được hỏi về bộ đôi tiền vệ trung tâm Việt Hưng và Thái Quý. Thái Quý và các đồng đội khác ở U23 Việt Nam đã có màn thể hiện tốt trong ngày ra quân ở vòng loại U23 châu Á 2020 gặp U23 Brunei. Tuy nhiên, phải thực tế rằng đây là đối thủ không quá mạnh và bài test thực sự đang còn ở phía trước với những đội bóng rất mạnh như U23 Indonesia và U23 Thái Lan. Đó sẽ là cơ hội để Thái Quý chứng minh năng lực thực sự. Tất nhiên, màn thể hiện đáng khích lệ vừa qua với tiền vệ quê Quảng Trị chiếc áo số 10 đã không còn rộng. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đồng hành cùng chúng tôi bằng cách bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.